Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tổng hợp tối ngày 19 tháng 12 của kênh VTC14. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên hầu hết các nơi thuộc khu vực Bắc Bộ trời rét và không mưa. Sáng nay nền nhiệt còn ở mức thấp, phổ biến từ 14 đến 17 độ. Riêng tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn và Sapa, Lào Cai lúc 7 giờ sáng nay nhiệt độ đều dưới 7 độ. Vào lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ cũng chỉ dao động trong khoảng 18 đến 19 độ, giảm vài ba độ so với trưa ngày hôm qua. Các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ do nằm trong đới gió đông bắc mạnh kết hợp với địa hình chắn gió nên có mưa trên diện rộng, trong đó một số nơi có mưa với lượng từ 15 đến 30 mm. Riêng từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An, nhiệt độ trưa nay chỉ từ 18 đến 19 độ, lạnh tương đương với đồng bằng Bắc Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh chi phối thời tiết nước ta sẽ suy yếu dần và dịch chuyển chậm ra phía đông. Do vậy, độ ẩm không khí tại các tỉnh thuộc phía đông Bắc Bộ vào thời điểm nửa đêm về sáng sẽ tăng lên, kết hợp với nền nhiệt còn thấp và trong điều kiện gió yếu nên sương mù xuất hiện. Nhiệt độ đêm nay duy trì ở mức từ 15 cho đến 16 độ. Tuy nhiên, những điểm có địa hình núi cao như Mẫu Sơn, Sapa, Trùng Khánh, Mù Căng Chải, trời vẫn rét buốt với nhiệt độ dưới 10 độ. Ngày mai nhiệt độ tăng dần lên, trời ấm hơn khi vào thời điểm giữa trưa, nhiệt độ đạt mức từ 21 cho đến 22 độ, có nơi xấp xỉ 23 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc Bắc Bộ như là Điện Biên, Lai Châu và Sơn La có thời tiết tốt với ngày nắng đẹp và ít mưa, nhiệt độ còn lên đến 25 đến 27 độ, tiết trời ấm áp dễ chịu. Tuy nhiên, trên các cung đường lên Tây Bắc vào buổi sáng có sương mù khá dày đặc, ảnh hưởng tới tầm nhìn, các phương tiện đi lên Tây Bắc cần hết sức thận trọng. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, thời tiết khá khô ráo và nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp, trời còn rét về đêm và sáng. Lùi xuống các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi, trời còn nhiều mây và có mưa, nhưng mưa có xu hướng giảm dần về cả phạm vi và cường độ. Những cơn mưa sẽ nhanh chóng kết thúc và nền nhiệt cũng tăng dần trở lại. Ở phía Nam, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết trái ngược hẳn với miền Bắc, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất xấp xỉ 35 độ, gần đạt ngưỡng nắng nóng, kết hợp với độ ẩm không khí thấp nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao. Bà con cần chú ý đề phòng hiện tượng này. Tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 cho đến 24 độ, có nơi từ 25 cho đến 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sẽ có sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 cho đến 24 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, ngày giảm mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 cho đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ban ngày trời nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, còn nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nam Bộ có mây thay đổi, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 34 độ. Tiếp theo là những dự báo cho khu vực Biển Đông. Không khí lạnh suy yếu khiến cho thời tiết trong đất liền ấm dần lên. Bên cạnh đó, gió đông bắc trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, cũng suy yếu dần. Nhưng trong đêm nay vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 biển động, nhiệt độ là từ 25 cho đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6 biển động, nhiệt độ từ 26 cho đến 31 độ.
Thưa quý vị, như vậy là các tỉnh miền Bắc nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần lên. Khu vực Trung Trung Bộ giảm mưa và nhiệt độ cũng tăng dần. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày có nắng. Bản tin thời tiết tối ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.